Vâng, lời đầu tiên cho shop em xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các bác nhé. Ngày hôm nay bên em sẽ cập nhật những cái dòng loa mới nhất trên thị trường, loa bẫy chim đêm. Cũng vào xe xe lạnh rồi, bác nào mà mình chưa có loa bẫy chim đêm, loa check kèn, loa lưới âm ly, thì các bác liên hệ trực tiếp về hai số điện thoại bên shop nhé. Và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay thì bên em đang có chương trình khuyến mại. Khi bác mua bộ combo bên em sẽ được tặng cho bác những cái thẻ nhớ, hỗ trợ file tiếng VIP cho bác các bác nhé. Đó. Và đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho bác về các dòng lưới. Đấy, lưới thì bên em lưới bẫy chim đêm, bên em đầy đủ các dòng lưới. Lưới rẽ run, lưới trích rẽ, lưới xâm cầm, quốc biển, lưới tư hú. Hay các bác bẫy vịt, le le, cò, cò các bác nhé. Đó. Với dòng lưới thì cũng đầy đủ cho bác những cái dòng lưới của hải lợi. Từ hàng rẽ run này, lưới 4 phân 8, 6 phân, 7 phân, 8 phân. Với những tay rẽ run như này, đấy, các bác về. Bên em sẽ chia cọc, chia giường túi sẵn rồi. Về các bác chỉ việc căng xào là các bác bẫy thôi. Với dòng lưới rẽ run một tay 50m các bác sở hữu cho mình là giá là 200.000. Còn dòng đa năng, hàng đa năng thì có những cái dòng lưới của hải lợi. Đấy, đầy đủ các mắt lưới nhé. Đấy, với hàng hải lợi thì cũng có đằng 10 phân cho bác. Với dòng bẫy vạc, bẫy tu hú cũng buộc sẵn giường túi cho bác này. Về các bác chỉ việc bẫy thôi. Với dòng lưới đa năng giá sẽ là 350.000 một tay 50m các bác nhé. Còn loa thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho bác về cái dòng loa đầu tiên là dòng loa check kèn 301. Hàng này thì được các bác thợ đi rất chìa nhiều. Hàng này được lòng các bác rất chìa nhiều nhé. Vì giá thành rất chìa rẻ mà chất lượng hiệu quả kinh tế cực kỳ cao. Với check kèn 301 đấy, một đôi như này các bác sở hữu về tay của mình, giá sẽ là 330.000 một đôi các bác nhé. Còn dòng loa chiếc kèn cao hơn nữa thì bên em có hàng Malaysia. Hàng Malaysia chống nước tốt cho bác. Như các bác thấy trên hình đây, hàng Malaysia nó sẽ cổ dài như này. Đấy, cổ dài các bác nhé. Và miệng của nó sẽ miệng vành tròn như này. Hàng Malay thì nó sẽ có cổng này, cổng thoát nước nhá, thoát nước cho bác nhé. Hàng này thì chống nước tốt cho bác này, cũng có đầu âm, đầu dương cho bác này. Với hàng Malaysia, đấy, tem vàng đầy đủ cho bác nhé. Đấy, các bác hộ nhật nhận được nó sẽ hộp xịn sò như này. Malaysia HP6000, giá con này sẽ là 520.000 một cặp các bác nhé. 520.000 một cặp, bao ship tận nhà các bác nhé. Còn tiếp đến là em giới thiệu cho bác về phần loa phóng. Loa phóng thì hiện tại bên em sẽ giới thiệu loa đầu tiên là cái dòng giá bình dân nhất. Đây là dòng loa 5W. 8 ôm, hàng bát nhôm, hàng chung. Hàng này sẽ liền khối như này. Đấy, khối sẽ khối đúc như này. Với dòng loa bát nhôm, hàng chung 5W, nó sẽ tương đương với 10W của các bác. Đó, tương ương với 10W hàng Việt Nam. Giá con này sẽ là 200.000 một chiếc các bác nhé. Con này thì âm thanh hay, chất lượng. Đó, các bác bẫy khá là hiệu quả. Giá rất chìa vừa tiền, 200.000 một chiếc. Còn âm ly thì hôm nay em giới thiệu cho bác về đầu âm ly 263B. Với đầu âm ly 263B, đây là mẫu mới cải tiến nhất nhé. Mẫu này sẽ có khay cắm thẻ trực tiếp, một khay cắm thẻ trực tiếp và một khay chạy USB nhé. Đấy, khay chạy USB. Với đầu âm ly 263B thì nó sử dụng điện bình là bình 12V và điện lưới là 220V các bác nhé. Đó. Có tiến bài, lùi bài và lặp lại bài. Đó, đây là quay tròn là lặp lại bài nhé. Các bác muốn mà các bác mở một bài thì nó sẽ, các bác ấn vào nút xoay tròn này, nó sẽ lặp đi lặp lại một bài. Ngoài ra thì đầu nó cũng có chức năng đấy, giải trí cho bác cắm karaoke. Ngoài bẫy chim ra thì các bác có thể giải trí cắm mic hát karaoke đấy, rất trẻ tiện. Đầu âm ly mini giá con này 263B, giá sẽ là 400.000 một chiếc các bác nhé. 400.000 một chiếc. Bên em sẽ kèm cho bác dây nguồn này đấy, dây nguồn. Còn loa phóng thì ngày hôm nay giới thiệu loa hàng Việt Nam. Với hàng Việt Nam nó sẽ là 15W nhé. 15W hàng Việt Nam màu trắng, sơn tĩnh điện màu trắng như này. Việt Nam thì vỏ nó sẽ bằng nhựa các bác nhé. Việt Nam 15W giá ngày hôm nay giá sẽ là 300.000 trên một chiếc. Còn hàng Indo, hàng Indo thì giới thiệu cho bác về Indo 10W. Đó, hàng Indo thì sẽ có mã vạch, mã vạch để các bác có thể check nhé. Hàng này thì hàng chính hãng, hàng nhập khẩu, hàng Malaysia, hàng Indonesia, SC610. Hàng Indo thì vành tất cả vành nhôm. Đó, vành nhôm. Thanh của nó cũng sơn tĩnh điện,
Đấy, sơn tĩnh điện, sơn alot màu trắng, chống han gì cực kỳ tốt. À, hàng Malai thì nó sẽ chống nước tốt hơn những hàng Việt Nam các bác nhé. Với hàng Indo Malaysia 10W giá là 650.000, còn Indo 15W giá sẽ là 850.000, Indo 30W giá sẽ là 980.000 các bác nhé. Đấy, 980.000 cho Indo 30W hàng Indo. Đó, đó là những cái dòng loa lưới em vừa giới thiệu cho bác. Vậy bác nào mà mình có nhu cầu đặt mua hay là muốn tư vấn về cái dòng sản phẩm bẫy chim thì các bác cứ alo trực tiếp về hai số điện thoại bên shop. Thì một video ngắn em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo bên shop ạ.